Matthew đoạn 2. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary, mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mục dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Ê-sai đoạn 60. Muôn vàng lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc đà một ngu ở Madian và Ê-pha cũng vậy. Này hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va.